tại sao nguyễn phú trọng làm ngơ trước hành vi tham nhũng của tô lâm trong số các bộ trưởng công an qua các thời kỳ đại tướng tô lâm là người có tiếng là trùm bảo kê và tham nhũng rất nhiều các lão thành cách mạng có đơn thư gửi đến tổng bí thư nguyễn phú trọng tố cáo về các sai phạm hành vi phạm tội thậm chí gây nguy hại cho đất nước của bộ trưởng tô lâm nhưng đáp lại là sự im lặng khó hiểu của ông trọng và bộ chính trị Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Tô Lâm đã phạm những tội lỗi gì và là con người gian hùng như thế nào. Thứ nhất, vai trò của Đại tướng Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến cục C-50 Bộ Công an. Vụ đánh bạc ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương, con rể của Nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội, cầm đầu xảy ra hai năm dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng Tô Lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức trò chơi Rick VIP để lấy lời chia nhau. Tô Lâm đã bảo kê che chắn cho tổ chức tội phạm này hoạt động trong một thời gian dài. Khi công an Phú Thọ phát hiện đã đề xuất bắt Nguyễn Văn Dương nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi châu Âu chơi, mua sắm cả tuần lễ. Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Nguyễn Văn Dương bị đưa ra xét xử. Tiếp sau đó, Tô Lâm đã chỉ đạo Trung tướng Trần Văn Vệ bắt Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh. Thứ hai, vụ án Mobile Phone mua cổ phần AVG. Vụ án này chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ. Nhưng Tô Lâm đã thể hiện rõ vai trò đồng phạm, giúp sức bằng việc ký các công văn công dân số 2889 của Bộ Công an ngày 21 tháng 12 năm 2015 khẳng định việc mua bán giữa mobile phone và AVG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công dân có đóng dấu mật này của Bộ Công an mà Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo Trường Minh Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng giữa mobile phone và AVG. Công dân này hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an không phải là cơ quan định giá tài sản cho doanh nghiệp. Tô Lâm cũng đã ký công văn số 418 ngày 9 tháng 3 năm 2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa mobile phone và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin, bài viết về việc chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp. Công văn số 418 này đã ngăn không cho truyền thông chính thống đưa tin về hoạt động kinh tế vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Khi vụ án AVG được đưa ra xét xử, công dân số 418 cũng là cơ sở không cho luật sư và hội đồng xét xử truy vấn các sai phạm trước tòa án. Tòa án yêu cầu cho công bố nhưng Tô Lâm không đồng ý vì được đóng dấu mật không cho ai được phản biện. Vì sao Tô Lâm ký văn bản đề nghị công ty tư nhân của Phạm Nhật Vũ chỉ được bán lại cổ phần cho công ty nhà nước là Mobile Phone? Đây là kế hoạch của Phạm Nhật Vũ, Tô Lâm, Nguyễn Bắc Son để ăn cắp tiền của ngân sách nhà nước. Theo thông tin từ các đơn vị trong ngành công an, thì trong số các bộ trưởng công an, Tô Lâm nổi tiếng là tham lam, tàn bạo và là tên tội phạm tham nhũng sừng sỏ nhất nếu Phạm Nhật Vũ hối lộ cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu Mỹ Kim, thì Tô Lâm được chia bao nhiêu để liều lĩnh ký các văn bản bảo kê cho thương vụ trái luật AVG? Chắc chắn phải hơn 3 triệu Mỹ Kim. Thứ ba, vụ đưa lực lượng an ninh tình báo sang Cộng hòa Liên bang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng, khiến cho uy tín của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài. Cho đến bây giờ, một số quốc gia châu Âu vẫn cảnh giác và vô hiệu hóa lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam. Vụ bắt cóc này, Tô Lâm trực tiếp chỉ huy là để thỏa mãn ý chí cá nhân của Nguyễn Phú Trọng, muốn nhanh chóng trả thù Trình Xuân Thanh vì dám chửi Tổng bí thư trên Internet khi đang trốn ở Đức và thông qua lời khai của Trình Xuân Thanh để làm rõ thêm tội danh của Đinh La Thăng là thuộc hạ thân tính của đồng chí X. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu bị thiệt hại nặng nề, làm đình trệ trong thời gian dài việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Sau đại hội đảng lần thứ 13, Tô Lâm nhất quyết xin Bộ Chính trị và Trung ương cho ở lại Bộ Công an, vì ông ta hiểu rằng nếu rời chiếc ghế Bộ trưởng, ông ta có nguy cơ bị xử lý hình sự về những tội phạm đã thực hiện. Cuối tháng 2 năm 2021, truyền thông quốc tế và trong nước lại nóng lên bởi vì lộ lọt hình ảnh khen thưởng kế hoạch VT17 được cho là kế hoạch tình báo do Tô Lâm cầm đầu đi bắt cóc Trình Xuân Thanh tại Đức. Thứ tư, trong đề án tái cấu trúc lại Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cho giải tán hết các tổng cục để nắm quyền bổ nhiệm trưởng, phó phòng các cục, công an các tỉnh. Việc bổ nhiệm nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận trong ngành công an, thì cấp trưởng phòng ít nhất cả tỷ đồng. Những phòng như kinh tế, giao thông thì nhiều tỷ đồng. Cấp cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc, tùy đơn vị, địa phương, từ vài trăm ngàn hoặc lên đến cả triệu Mỹ Kim. Mục đích của Tô Lâm giải tán hết các cấp tổng cục là để thâu tóm quyền lực và dơ dét. Đồng thời, nhân cơ hội này, Thanh Trần quét sạch tàn dư tay chân của đồng chí X trong Bộ Công an, làm vừa lòng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm biết rõ âm mưu của Nguyễn Phú Trọng muốn phá bỏ luật lệ trực tiếp tham gia vào đảng ủy công an trung ương để có thể trực tiếp chỉ đạo. Nên từ vị thế là tay chân thân tính của đồng chí X, Tô Lâm đã phản chủ để quay ra hầu hạ chủ mới là Tổng trọng. Nhân dịp này, Tô Lâm đã nhãn lòng quá Bộ Công an. ba mươi cán bộ quê Hương Yên được đề bạc vào nhiều vị trí quan trọng từ Thứ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh. Thứ Năm Tô Lâm là trùm nhận hối lộ bảo kê cho doanh nghiệp buôn lậu. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, việc các tập đoàn lớn, các công ty lợi dụng kẻ hở của luật pháp, sự quản lý yếu kém của cơ quan chức năng để buôn lậu trốn thuế là rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay của đất nước. Vấn nạn này gây thất thu cho ngân sách cả tiền Mỹ Kim mỗi năm. Họ được bảo kê che chắn cho các hoạt động tội phạm bởi các quan chức nhà nước từ trung ương tới địa phương đặc biệt là quan chức các ngành hải quan, quản lý thị trường, công an. Rita Võ là một tập đoàn đa ngành từ xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp, xe hơi, thời trang cho đến kinh doanh nhà, hotel và resort. Với quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã tạo điều kiện bảo kê cho hoạt động buôn lậu, đóng thuế, xe nhập khẩu từ Trung Quốc, thiết bị nội thất cao cấp năm sao từ Mỹ, Âu Châu và Việt Nam. Tô Lâm cũng đã từng nhận hối lộ một lô hàng nội thất cao cấp trị giá một triệu Mỹ Kim từ tập đoàn Rita Võ. Tô Lâm không trực tiếp nhận mà cho người nhà nhận. Là người có nghiệp vụ công an, Tô Lâm biết rằng điện thoại có thể bị theo dõi, nghe trộm nên đã chỉ đạo Rita Võ thực hiện phương thức liên lạc đưa nhận hối lộ qua địa chỉ email ảo với một quý bà nhưng không được nêu tên. Sau đó, cho xe tải chở thẳng về nhà công vụ của Tô Lâm trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Với những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, câu hỏi đặt ra là tại sao đại tướng Tô Lâm chưa phải chịu trách nhiệm về những tội phạm đã thực hiện? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hẳn phải biết những sự việc nêu trên. Nguyễn Phú Trọng đang bao che cho tội phạm hay bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm khống chế? Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định rõ, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng trong thời điểm hiện nay, rõ ràng pháp luật Việt Nam đang vận hành theo ý riêng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Pháp luật chỉ áp dụng với phe địch là các thuộc hạ thân tín của đồng chí X. Nếu công cuộc chống tham nhũng, chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Trọng không có dùng cấm như ông đã tuyên bố, thì đại tướng bộ trưởng bộ công an tô lâm phải bị điều tra xử lý về các tội phạm đã thực hiện